Tin chấn động 97 triệu dân nhìn thở chờ kết quả tướng Lương Xuân Việt bị trúng đạn khi vây bắt, lĩnh Trung Quốc xâm nhập. Mến chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức xoài TV. Bản tin ngày hôm nay, 25 tháng 7 năm 2021, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày. Liên quan đến sự việc, phía Trung Quốc đã điều động một lực lượng lính biệt kích xâm nhập vào quân khu 5, tiến hành đánh úp trại giam quân khu 5 để giải cứu cho đô đốc Thẩm Kim Long, người đang bị phía Việt Nam giam giữ tại nhà giam quân khu 5, đồn trú tại Đà Nẵng. Ngay lập tức, nghe được các thông tin về nhóm biệt kích, Trung Quốc lên đến hàng trăm người đã tìm cách bí mật, đổ bộ từ bán đạo Sơn Trà đánh chiếm khu vực nhà giam quân khu 5. Để tiến hành giải cứu, cho ông Thẩm Kim Long, Phía Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã cấp tốc điều động lực lượng quân đoàn 4 với đầy đủ các binh lực đặc công và lữ đoàn pháo binh hỗ trợ tiến hành tấn công lại các nhóm lính đặc công và đặc nhiệm của Trung Quốc. Theo nhiều thông tin một cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra vào sáng nay tại nhà giam quân khu 5, đứng trước quân số áp đảo của Việt Nam, phía Trung Quốc đã bị thương vong với số lượng vô cùng lớn, đặc biệt nhóm lính của Trung Quốc liên tục thực hiện những hành động di tản quân. Thế nhưng pháo binh của quân đoàn 4 đã tiến hành chặn hậu có nghĩa là pháo kích ra phía bờ biển ngăn chặn việc nhóm lính Trung Quốc này di tản người và chạy trốn hiệu quả tức thì khi khiến cho hàng chục binh lính Trung Quốc bỏ mạng trên đường tháo lui tuy nhiên cuộc đầu súng đã trở nên vô cùng dữ dội vì phía Trung Quốc không còn đường lui các binh sĩ Trung Quốc chỉ còn hai lựa chọn hoặc là bị bắt đi tù hoặc là bị tiêu diệt nhưng quân đội Trung Quốc đã lựa chọn thứ ba đó là tích cực chống trả phía quân đội Việt Nam ta Nhằm con nước còn tát, đứng trước những cuộc đồng độ đấm máu nêu trên, rất không may là Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã bị trúng đạn của phía biệt kích Trung Quốc dẫn đến tình trạng lâm nguy. Theo như các thông tin từ hiện trường cho hay rằng, Thiếu tướng Lương Xuân Việt hiện nay đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y Quân Khu 5 vì bị trúng đạn do bị biệt kích Trung Quốc bắn bị thương trên đường tháo chạy. Và tại cuộc đầu súng diễn ra vào sáng hôm nay, thông tin này đã khiến cho quân đội Quân Khu 5 dốc toàn lực truy lùng và săn lùng nhóm tình báo trung quốc thậm chí đã sử dụng đến chó nghiệp vụ để kiên quyết không cho ông thẩm kim long bỏ trốn cũng như phía trung quốc tự tung tự tác trên vùng đất chủ quyền của việt nam khi tự ý đưa quân của mình tiền đành úc việt nam thay vì đưa ra những giải pháp lựa chọn mang tính ngoại giao và đàm phán hòa bình hơn cuộc đầu súng ngay lập tức khiến cho bộ ngoại giao việt nam lên án Cùng với đó là lực lượng quân đội Việt Nam đã tiến hành báo động đỏ, đề phòng các hoạt động của Trung Quốc chống phá trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để giải vây cho lực lượng lính Trung Quốc đang bị lực lượng quân đội Việt Nam vây bắt tại khu vực Đà Nẵng. Những thông tin về tình hình sức khỏe của tướng Lương Xuân Việt sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chiến sự tại Cảng Cam Tranh đang hết sức căng thẳng trong những thời gian vừa qua. Binh sĩ Trung Quốc đã liên tục phào kích vào các căn cứ quan trọng và cơ sở quân sự của Việt Nam. Ban đầu, Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành trừ hầu và buộc Việt Nam phải đuổi Mỹ ra khỏi cảng cam ranh. Tuy nhiên, tình hình leo thang căng thẳng đến giờ phút này chính thức trở thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Những động thái này thậm chí khiến nhiều nhà phân tích quân sự rời lên mối lo ngại về chiến tranh thế giới thứ ba với sự tham gia của các quốc gia với lực lượng, hải quân hùng hậu nhất trên thế giới như Úc, Trung Quốc, Nhật và anh quốc chiến sự cam tranh sáng nay leo thang dữ dội khi tàu sân bay lưu ninh đã tập kích sở chỉ huy hải quân việt nam tại cảng cam tranh quân đội việt nam nhanh chóng phản công tổng lực nhằm vào một số cứ điểm quan trọng của trung quốc như tàu bệnh viện tàu hậu cần nhưng nhờ ưu thế số lượng và hóa lực mạnh quân đội trung quốc đã nhanh chóng giành ưu thế trên chiến trường Nhận được tin cam tranh bị tập kích, Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã nhanh chóng chỉ huy hàm đội 8 cơ động nhanh đến khu vực chiến sự, dạy vây cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, binh sĩ Trung Quốc đã dự phòng sẵn tình huống này và tiến đánh chặn hàm đội 8. Hiện nay tàu chiến của tướng Lương Xuân Việt đang bị đại quân Trung Quốc bao vây, tính mạng ở tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc. Trung Quốc đang có những động thái quân sự nguy hiểm khi gây hấn trên khu vực Biển Đông và tiến hành hàng loạt các hoạt động phá hoại nhằm vào phía Việt Nam, đứng trước những lựa chọn nêu trên, Việt Nam kiên quyết tấn công Trung Quốc trên mọi mặt trận. Biển Đông sắp thành căn cứ quân sự, những nguy cơ với cả khu vực. Ba năm sau ngày tòa trọng tài ra phán quyết xác định, không thực thể nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra những vùng biển mở rộng. Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã tập trận quy mô lớn ở phía bắc quần đảo Trường Sa và bản thử tên lửa từ những thực thể nhân tạo họ bồi đáp trái phép. Từ phía truyền thông Trung Quốc xuất hiện những ý kiến cho rằng do Mỹ cùng một số nước phương Tây khác mà Trung Quốc buộc phải bảo vệ chủ quyền. Như mọi lần tập trận trước, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo nước này bắt đầu tập trận trong một tuần, từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7, tại khu vực rộng khoảng 22.000 km vuông cách quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 50 hải lý về phía Bắc. Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo các tàu thuyền hoạt động gần đó không được vào khu vực tập trận. Tất nhiên, những hoạt động quân sự như thế đều được các nước quan tâm theo dõi bằng nhiều cách. Từ Việt Nam, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rõ, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề này. Từ phía truyền thông quốc tế như Liều lần trước, lần này hãng tin Mỹ CNN tiếp tục đóng vai trò phổ biến thông tin hình ảnh về các hoạt động của Trung Quốc. Hôm 21 tháng 7, CNN công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai ít nhất 4 máy bay chiến đấu j-10 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. CNN trích dẫn phân tích của các chuyên gia cho thấy khả năng Trung Quốc sẽ duy trì các máy bay này tại đây lâu dài. Hàng tin Mỹ dẫn lời Conrato, cựu giám đốc tình báo liên quân của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay j-10 trong tư thế đậu toàn cảnh chứ không lấp ló để chứng minh đó là lãnh thổ Trung Quốc và trung quốc có thể đặt máy bay quân sự ở đó bất cứ khi nào họ muốn đồng thời nhằm gián tiếp khẳng định trung quốc có thể mở rộng phạm vi sức mạnh không quân trên biển đông theo yêu cầu hoặc tùy ý cũng theo cnn một nhóm tác chiến hải quân do tàu sân bay duy nhất của trung quốc dẫn đầu cũng đang tuần tra biển đông đây không phải lần đầu trong năm nay trung quốc phô diễn sức mạnh như vậy với mục đích cụ thể là nhắm vào đài loan Nhà chức trách tỉnh Chiết Giang thông báo cấm tàu thuyền hoạt động và đánh bắt cá ở khu vực đến tối. Ngày 20 tháng 7, tuyên bố đây là một phần trong kế hoạch tập trận thường xuyên hàng năm của Giải phóng Quân nhân dân dân Trung Quốc, BOA, và sẽ có sử dụng vũ khí thực tế. Cuộc tập trận quy mô đó cũng không phải lần đầu ở Biển Đông trong năm nay. Hạ tuần tháng 6, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông lan tin nhiều loại chiến hạm mới nhất của Trung Quốc thuộc hạm đội Nam Hải gồm các tàu trang bị tên lửa dẫn đường hợp phì và vận thành. Tàu tấn công đồ bộ Trường Bạch Sơn đã tham gia cuộc tập trận kéo dài hơn một tháng. Trong 34 ngày tập trận, các lực lượng phối hợp tiến hành 20 khoa mục tập trận bắn đạn thật khác nhau, giới quan sát quân sự cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc cho thời BOA muốn thử nghiệm hệ thống điều kiện sẽ được sử dụng khi xảy ra chiến tranh, đồng thời cũng cố khả năng phòng vệ bằng tên lửa trên Biển Đông. Đáng lưu ý chi tiết các binh sĩ đồng quân tại nhiều đạo do Trung Quốc đang kiểm soát trái phép trên Biển Đông cũng đã tham gia hoạt động này và theo China Morning Post, BOA muốn điều động cố định lên đạo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các tên lửa phòng không HQ-9 và tên lửa chống hạm EC-12B trong dòng bênh. Một chuyên gia phân tích quân sự từng làm việc cho binh chủng tên lửa của BOA nhận xét rằng các đợt tập trận mới nhất của Trung Quốc cho thấy BOA đang cố gắng hợp nhất hoạt động của các đơn vị quy ước và chiến thuật của lực lượng tên lửa với quân khu miền Nam, vốn là chiến khu giám sát Biển Đông. Mẫu số chung của hai cuộc tập trận là điều động các khí tài hàng nặng đặt ra cố định lâu dài trên những đảo bị đuôi lấp và chiếm đóng trái phép để tiện hình dung nguy cơ của động thái này có thể lấy ví dụ các máy bay C-10 triển khai trên đảo Phú Lâm. Ra đời từ năm 1998, đây không phải là một dòng máy bay chiến đấu đời mới. Mạng Sena cho biết, từ khi ra đời C-10 đã rất tham vọng và nhận được nhiều sự chú ý. Là máy bay chiến đấu nội địa thế hệ thứ ba, nhiệm vụ của nó là bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, là sự kế thừa của sự kế thừa, với MIG-29 và Su-27 là mục tiêu chính. Khoảng cách tối đa tuyến đường được xác định trước mà một chiếc máy bay rời căn cứ thực hiện nhiệm vụ rồi trở về mà không cần tiếp nhiên liệu của j 10 là 1.250 km. Khoảng cách trung bình từ đất liền ra quần đảo Hoàng Sa là 315 km, cho thấy j 10 không lo đường về khi chiến đấu trên bầu trời khu vực quần đảo Hoàng Sa. Mà từ năm 2012, Trung Quốc đã ngang nhiên biến thành thành, thành phố Tam Sa. Không dừng lại ở đó, theo Trwell Tristano, Trung Quốc năm nay còn thiết lập các hệ thống gây nhiễu thông tin liên lạc và tra đa trên hai đảo Vành Khăn và Chữ Thập, cũng thuộc quần đạo Hoàng Sa. Vì bực Mỹ hay để hiếp người, với chừng đó động thái sự thật hiển nhiên là Trung Quốc đã thiết lập xong một chu vi A2AD, tức là chống tiếp cận chống xâm nhập bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Song song Mỹ đã tăng cường tần suất các chuyến Phonok, tức chiến dịch tự do hàng hải, trong phạm vi 12 hải lý, một số đảo ở Hoàng Sa từ dạy rác sang hầu như hàng tháng trong năm 2021 này. Trước tình hình đó nhất thiết phải đặt ra những câu hỏi chính xác. Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là Trung Quốc quân sự hóa lâu dài các đảo và thực thể nhân tạo trên Biển Đông do bực Mỹ khiêu kích bằng các chuyến tuần tra hàng hải hay Mỹ tăng cường các chuyến tuần tra hàng hải là do Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa và Trường Sa ngày càng đến ngưỡng đe dọa để sống còn trong chính khu vực đầy o ép này, cần nhìn chính xác để thấy điều gì là nhân, điều gì là quả. Nếu không nhìn và thấy sẽ dễ nhắm mắt nhất trí một cách vô thức với tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa ở đối thoại shangri vừa rồi, rằng Trung Quốc có quyền lắp đặt vũ khí trên đạo nhân tạo để đối phó với các mối đe dọa ở Biển Đông. Ăn cây nào rào cây đó, viên tướng họ Ngụy có quyền phát biểu bảo vệ đất nước của ông, Tôi nghĩ rằng sự phát triển của quân đội Trung Quốc sát với tâm tư của nhiều người, và điều đó quan tâm nhất là liệu Trung Quốc có muốn tìm kiếm quyền bá chủ bằng cách phát triển quân đội hay không. Tôi muốn làm cho rõ và tôi muốn mời quý vị suy nghĩ, Trung Quốc đã xâm chiếm ai chưa? Kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi chưa bao giờ chủ động đưa quân ra giao chiến với nước khác. Những cuộc chiến tranh buộc chúng tôi phải chiến đấu là để bảo vệ chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi chưa bao giờ lấy một tấc đất nào của nước khác. Câu hỏi thứ hai là ai bị Trung Quốc đe dọa? Trung Quốc là một quốc gia lớn nhưng chúng tôi không bắt nạt các nước nhỏ hoặc yếu hơn bằng quy mô hoặc sức mạnh của chúng tôi. Trung Quốc là quốc gia duy nhất cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Chúng tôi kiên trì khẳng định rằng các vấn đề không nên được giải quyết thông qua sử dụng hoặc đe dọa vũ lực. Những gì chúng tôi có được ngày hôm nay, chúng tôi đâu có đạt được bằng bành trướng quân sự hay thực dân. Hay ai là kẻ sử dụng các cách đó để có được ngày hôm nay? Phát biểu đó có thể nghe được với các đồng hương của ông, cũng như với những ai quá lo sợ về một cuộc đụng độ không kiềm chế trưng Mỹ ở Biển Đông. Nhưng cách suy nghĩ bằng quang như thế cứ như đây chỉ là chuyện giữa trâu bò, nên dưới mũi khôn hồn thì tránh xa kẹo chết. Không khỏi khiến người ta nhớ lại lối suy nghĩ cách đây 5 năm Tại ông Obama bày đặt xoay trục nên Bắc Kinh mới. Vậy sai lầm của cách nghĩ này là ở đâu? Cần thấy có sự khác biệt giữa tránh xa, không kéo bè, hiệp đảng với bằng quan. Quên mất rằng tất cả những tên lửa, máy bay, hệ thống gây nhiễu radar, quân đội đồn trú ở Biển Đông đều là mối đe dọa trực tiếp với chính các nước nhỏ hoặc yếu hơn, vốn đang bị hiếp đáp bằng đủ cách từ ra tối hậu tư buộc các công ty dầu khí kéo dài khoan đi chỗ khác chơi đến bao vây, húc cho chìm tàu và bỏ mặc ngư dân nước khác. Thưa quý vị và các bạn, Tình hình chiến sự Việt Nam-Trung Quốc leo thang trong bối cảnh, trong những năm qua Trung Quốc hết sức thâu tóm Biển Đông và gây hấn đối với Việt Nam và các quốc gia láng giềng. Tình hình vụ việc tướng Lương Xuân Việt chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bản tin kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, tấn công Trung Quốc trên mọi mặt trận, anh, Pháp, Đức khiến Bắc Kinh lo sợ ở Biển Đông. Lần đầu tiên trong lịch sử ba thành viên lớn nhất ở Liên minh châu Âu là Anh, Pháp, Đức các bên cùng tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đồng lòng gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền và bác bỏ chủ quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh phải lo lắng. Điều này cho thấy không chỉ Mỹ mà các nước châu Âu đang ngày càng nhận rõ tham vọng nguy cơ đe dọa từ Trung Quốc và muốn kiềm chế Bắc Kinh trên mọi mặt trận, từ kinh tế chính trị ngoại giao, khoa học công nghệ, và trong đó Biển Đông là một trong những vấn đề quan trọng. Trong khi đó, Philippines tuyên bố không hề có xung đột với Việt Nam, chẳng có lý do gì để Manila phải trao công hàm phản đối Hà Nội, Đài Loan hay Malaysia liên quan đến các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Teodoro Loxin nói không bao giờ chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc đá các nước phương Tây ra khỏi Biển Đông. Mỹ hoàn nghênh Anh Pháp Đức ra công hàm phản đối Trung Quốc, kẻ thù chung. Tình hình Biển Đông chưa bao giờ sống yên biển lặng. Sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử, Đức cùng với Anh Pháp đồng loạt lên tiếng bác bỏ yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền và cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tái nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực BCA về chiến thắng của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông vẫn làm nóng dư luận quốc tế. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa lên tiếng bày tỏ hoan nghênh việc ba thành viên lớn nhất của Liên minh châu Âu đồng lòng gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền, bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Chia sẻ trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc. Chia sẻ trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ. Trung Quốc cần phải tuân theo các chuẩn mực quy tắc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi liên hiệp cùng các đồng minh của Mỹ bác bỏ ý tưởng chân lý thuộc về cái mạnh mà Trung Quốc vẫn rêu rào. Trước đó, trên cổng thông tin chính thức của Liên Hiệp Quốc, ba nước E3, Pháp, Anh và Đức đồng loạt gửi công hàm lên Tổng thư ký Antonio Guterres phản đối hàng loạt yêu sách hàng hại trái với pháp luật, luật pháp quốc tế của Trung Quốc đồng thời thể hiện lập trường lâu dài của ba nước này đối với vấn đề Biển Đông, trong vai trò là các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong công hàm đệ trình lên Liên Hợp Quốc, ba quốc gia Anh, Pháp, Đức nêu rõ sẽ tiếp tục duy trì và khẳng định quyền cũng như nguyên tắc tự do được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác hòa bình trong khu vực. Được biết, công hàm này thể hiện lập trường của ba nước Pháp, Đức, Anh và đối với hàng loạt công hàm trước đây của Trung Quốc trình lên Liên Hiệp Quốc liên quan đến Biển Đông. Trước đó, cụ thể, chính quyền Tập Cận Bình đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc nhiều công hàm, như công hàm CML 14-2019, CML 48-2020, CML 56-2020, cũng như một bức thư của Trung Quốc gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 9 tháng 6 về công hàm HA59 19 ngày 12 tháng 12 2019 của Malaysia. Theo đó, công hàm của Anh Pháp Đức nhắc lại tình bao quát và thống nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển trong quá trình quy định khuôn khổ pháp lý đối với những hoạt động trên biển, đồng thời nhấn mạnh đến tính toàn vẹn của ý nghĩa pháp lý cũng như bản thân công ước mà các bên tham gia cần duy trì. Ba nước thành viên Liên minh châu Âu nêu trên khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như quyền đi lại được nêu rõ trong quy định của Công ước Liên hiệp Quốc về luật biển, gồm các khu vực Biển Đông, nơi thường xuyên xảy ra các tranh chấp chủ quyền. Anh Pháp Đức cũng đồng thời tái khẳng định những tuyên bố chủ quyền liên quan đến việc thực thi, cái gọi là quyền lịch sử ở Biển Đông sẽ là không tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như điều khoản của Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Đáng chú ý hiện nay bên cạnh Mỹ, các nước lớn của Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, nhiều đồng minh của Hoa Kỳ như Australia, New Zealand, Nhật Bản, Canada cũng đều có động thái đề nghị Trung Quốc tăng cường tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình ở Biển Đông. Trong khi đó, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau hội nghị các nước Đông Á lần thứ 10 vừa qua cùng các đối tác đã lên tiếng khẳng định, các bên kêu gọi ASEAN và Trung Quốc nỗ lực sớm hoàn tất xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và được cộng đồng quốc tế công nhận. Đức Anh Pháp khiến Trung Quốc lo lắng về Biển Đông. Như đã nêu trong công hàm của mình, ba nước E3 nhấn mạnh công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 chính là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển, sau đó cần được duy trì tính toàn vẹn trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, công hàm khẳng định, việc Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cùng khái niệm quyền lịch sử mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của công ước Liên hiệp quốc về luật biển. Ba nước này cho rằng bản thân họ có lợi ích trong bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ ở biển Đông là lợi ích toàn cầu, do đó E3 đã có tiếng nói mạnh mẽ và ba nước tín nhiệm có thể được các nước khác đề cao quan điểm, vì thế việc này rất quan trọng. Theo vị chuyên gia, đây là lần đầu tiên E3 gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc. Năm ngoái, như Sputnik Việt Nam đã từng phản ánh, hồi tháng 8, Anh Pháp Đức đã ra tuyên bố chung kêu gọi hòa bình, ổn định ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Công hàm chung của E3 cho thấy mức độ lo lắng của họ về sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh tăng cường ngoại giao triển lăng kể từ đại dịch COVID-19 e đã thể hiện rõ lập trường của mình trước những tuyên bố và hành động sai trái của Trung Quốc. Công hàm mà E3 đưa ra là rất chặt chẽ tuân thủ đầy đủ các quy định trong luật quốc tế, bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Chỉ hai ngày sau đó, Trung Quốc đã gửi công hàm phản hồi văn bản của E3 lên Liên Hiệp Quốc, bình luận về vấn đề này, vào giáo sư Vũ Thanh Ca cho rằng Trung Quốc buộc phải lên tiếng vì biết rằng công hàm của E3 rất quan trọng, nếu không thì tại sao Trung Quốc phải phản hồi mau chóng như vậy. Bắc Kinh đã về dẫn những lập luận đáng ngờ với hai lưu điểm, hai điểm cần lưu ý. Trước hết, Trung Quốc tự cho rằng nước này được phép dùng đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo với tư cách là một quốc gia lục địa. Trong công hàm ngày 18 tháng 9, Bắc Kinh cho rằng việc Trung Quốc vẽ các đường cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền với các đảo và đá liên quan tuân theo công ước liên hợp quốc về luật biển và luật quốc tế nói chung mặc dù vậy giáo sư odom cho biết bắc kinh chưa bao giờ tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh trường sa mà vẽ đường cơ sở thẳng dọc hầu hết toàn bộ bờ biển đất liền trong khi đó, Tòa án Công lý Quốc tế thì xác định rằng phương pháp dùng đường cơ sở thẳng trong công ước liên hợp quốc về luật biển chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ đó đã được Trung Quốc sử dụng như quy tắc chung. Ngoài ra, phán quyết của tòa trọng tài thường trực năm 2016 đã khẳng định Trung Quốc không đủ điều kiện để vẽ các đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo Bắc Kinh yêu sách và điểm tiếp theo là Trung Quốc cho rằng công ước này không bao trùm mọi điều về trật tự hàng hải. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đại dương trên thế giới và viện các luật khác như một cái cớ. Công hàm về Biển Đông châu Âu đang muốn kiềm chế Trung Quốc về mọi mặt trận. Chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Quốc trong quan hệ với các nước châu Âu khi các nước đang đối phó với COVID-19 đã làm xấu đi quan hệ của châu Âu với Trung Quốc, vị chuyên gia nhấn mạnh. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin phép kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức xin kính chào và hẹn gặp lại